Facebook đã có tính năng mới, từ đây chúng ta khi xem Facebook không cần phải lướt như vậy nữa nghe các bạn, mà nó tự động lướt luôn. Các bạn đã biết chưa? Nếu chưa biết, cùng làm với mình ha. Rồi ha, ở giao diện như thế này, các bạn ấn vào video để xem nè. Rồi các bạn vào chỗ ba chấm. Các bạn chọn tự động cuộn thước phim. Ở dưới đây nó để là thước phim tiếp theo sẽ tự động cuộn. Vậy là xong ngay các bạn. Phạm Tâm chia sẻ hết mình. Nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ha.